Đây đã đe vô bồ đánh chim quốc biển hay còn gọi là chích ré hoặc là gọi là quốc đen, quốc móc. Anh em đã có file mới để đi làm chưa? Cảm ơn những anh em năm trước đã lấy tiếng ở bên Thuận. Thì năm nay 2019 không có file hay là file mới. Cái kiểu kêu cú rút hết bầy. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cũng như chia sẻ bản gốc cho anh em. Đây là bản demo, anh em vui lòng liên hệ để có được bản gốc mà tư vấn cho anh em một số loại tiếng chim di cư khác để làm hiệu quả hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Nếu anh em nào muốn có file chuẩn hay hoặc là file chuẩn hơn, anh em xin liên hệ số điện thoại 0708252799 Gặp Thuận để được tư vấn thêm. Ngoài ra bên Thuận có các loại tiếng chim, chồn, sọc, thú rừng, tiếng chim nhận, chim sẻ và tiếng đánh di chim di trừ và tất cả các loại bẫy âm thanh chuẩn nghe gặp sự việc như số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 Gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Subscribe, đăng ký kênh Săn Bẫy và ủng hộ em nhé, để bên em có động lực để ra tiếp những video tiếp theo hay hơn và mới hơn.